bay tung gap bay và phương pháp sửa chữa. Cái thứ nhất là khi hỏng nguồn thì máy nó bị sao? Khi hỏng nguồn thì vi xử lý có chạy đâu ạ? Không, không. Hỏng nguồn thì vi xử lý là nóng không chạy. Máy sẽ bị lỗi giao tiếp. Và chúng ta đo cái dây data đến ACN, tức là giữa số 3, cọc số 3 và cọc số 2 có 2,5V không dao động. Đấy. Khi quan sát ở trên bo, khi quan sát ở trên bo này này, qua cầu chì này, qua lọc nhiễu này, đây nhìn được mày không? Ở trên đấy thì nhìn rõ. Qua điện trở này, qua cầu iốt này, lọc tiến tụ này, thì vào biến áp. Thầy hình như thầy lại đặt nhầm con đại kim đấy không? Rồi IC này, rồi đại kim, vô thông quang này, trực tiếp biến áp xung này, IC nguồn này. Đây là mạch dập xung này. Đấy, to như này nhìn rõ mạch đúng không? Quan sát led xanh thấy tắt, ta suy ra vi xử lý không chạy. Thì cái việc đầu tiên đó là chúng ta đi kiểm tra nguồn. Thì chúng ta kiểm tra thấy nguồn thấy mất thì đó chúng ta mới sửa cái bo này, sửa cái khu vực này đúng không? Chứ tự nhiên chúng ta làm sao biết được nó hỏng cái này? Từ cái bệnh lỗi giao tiếp chúng ta mới mò đến cuối cùng ta biết được là nó đang mất điện áp ra. Thế thì khi nguồn mất áp ra thì chúng ta kiểm tra, hình như cái nguồn này nó có một cái cầu chì, chúng ta vẽ bổ sung của tôi cái cầu chì vào bên này được. Trước khi đi vào đây nó có cái cầu chì nhé. Cái này như là phu xe ở trên sơ đồ là bao nhiêu nhỉ? FU1 sao đấy? FU1 đó là cái FU1 nhé. Và chúng ta lưu ý là khi chọc IC này này, nó sẽ đứt cái cầu chì này chứ không bao giờ đứt cầu chì này. Cầu chì này nó chịu được 20A. Cầu chì này chỉ đứt khi IC cũng xuất chập thôi nha. Cầu chì này không bao giờ đứt khi nguồn chập. Như vậy là chúng ta kiểm tra cái cầu chì này. Thì chúng ta chia là mấy bệnh như sau. Thứ nhất là tôi thấy đứt cái cầu chì này. Sau cầu chì này chúng ta thấy nó có cái tụ nhé, hình như là VA ra nhỉ, tụ bảo vệ quá à nhỉ. Còn VA bao nhiêu đấy? Trên sơ đồ có ghi không ạ? Không, không. V1. Thì chúng ta phân tích như này, gọi là bệnh nguồn 1 đi. Bệnh nguồn 1 là đo thấy đứt FU1. Trường hợp này thì ta chỉ phân tích thôi chứ không cần ghi nhé. Nếu mà đứt con này mà chập con này mà con này không chập thì tháo con này ra thay sau cũng được, thay cầu chì này là máy nó sẽ chạy nhé. Những cái trường hợp mà nguồn nó do điện đột ngột và nó chập con này
nó đứt cái này, thì bên trong này nó chưa đứt này, nó chưa chết. Và bây giờ chúng ta phân tích là đứt con này nhưng mà con này không chập mà chập con này, đứt FI1 và chập IC. Chập IC chúng ta nhớ rằng chập IC có nghĩa là nó chập chân D với chân mát, chân mát nhé, đo 2 triệu linh kim. Các bước sửa như sau. Các bước sửa. Ta đấu cái bóng điện vào đây, thay cho cái cổng chì này, tháo này ra. Ta đấu cái bóng 40W thay cho cái cầu chì FU1. Tháo cái trên này ra. IC nguồn ra, nó đang chập, tháo nó ra. Tháo cái này ra xong mới đi kiểm tra cái những con này. Con cầu diốt là 1, tụ C9 lọc của dập sụt là 2, D6 là 3. Kiểm tra và thay các linh kiện sau. Nếu hỏng, đó là cầu DB3, tụ C9, D6 và dập xung. Và cuối cùng thay IC vào. Đấy, làm đúng các bước như này nó sẽ chạy. Sau khi nó chạy rồi, chúng ta thay cổng chì và bỏ cái bóng điện ra. Bệnh nguồn số 2. Bệnh nguồn 2. Cầu chì này không đứt, nguồn vào đến tận chân trụ này rồi, áp ra bằng 0. Nguồn 300V nó vào đến tận chân IC rồi. Và tận chân này rồi, chân 7, chân 8 rồi. Như vậy áp ra bằng 0. Thì cái trường hợp này là chết IC này thôi. Rồi chết IC này. Học IC STR A6151. Thay IC này nó chạy. Bệnh 3, ở cái nguồn này nó có đặc điểm như này, nếu như bị mất hồi tiết thì áp ra có rồi mất ngay và không có trở lại nữa. Cho nên chúng ta mới phát hiện cái bệnh này, chúng ta phải đặt que đo, đo trước khi chúng ta cắm điện. Rồi đây này là bệnh nguồn 3. Nguồn 3 đó là nguồn có áp ra rồi mất ngay. Mất ngay. Nguyên nhân đứt cái ZD6 hoặc là ZD7 hỏng cái IC do khoang OIF 3. Đứt R29. Vậy nó mất hồi tiết.
tra. Mấy con này chúng ta đo dễ rồi. Đo mấy con này xem có chết rồi, đứt rồi. Kiểm tra ZD6, ZD7. Mỗi con này là 7V. Nếu đứt thì thay bằng DZ 7V, từ 7 đến 7 vô rưỡi. Được. Kiểm tra R29. Con này có mấy trăm ôm thôi. Và những con này không đứt thì thay con IC này. Trong cùng đó là thay C. Thay OES3. Con này thay bằng PC87. Là được. Và cuối cùng, bệnh thứ tư đó là áp ra thấp. Áp ra thấp thì cái này là nguyên nhân là do chập các diốt này. Chập con này ra thấp này. Chập con này cũng ra thấp này. Chập con này ra thấp. Chập con này ra thấp. Chập con này cũng ra thấp. Chập một trong hai con này chúng ta thấp. Nguyên nhân do nguồn bị chập các diốt. Hai là do nguồn chập tải. Ví dụ như chập con IC của cái van tiết lưu là hay bị chập. Bị chập tải. Kiểm tra kỹ các cái yếu này, các diốt như là con D6, D7, D8, D9, D10, D6, D7, D8, D9, D10, tất cả những diốt này mà hỏng thì đều phải thay bằng diốt xung. Nếu hỏng thay bằng diốt xung. Những con này không hỏng thì kiểm tra ZD có chập không. ZD6, ZD7 có chập không. Hỏng thay bằng 7V. Tất cả diốt này không hỏng thì nghi ngờ tải. Thì chúng ta lại theo cái phương pháp là gì, câu cái nguồn điện áp vào để thử tải. Thứ ba là đấu nguồn biến áp. Xét vào để test cái tải, để xem con nào nó chậm ta biết. Đây cách đấu nguồn biến áp như này.